Ngày 22 tháng 4, 2024, thứ hai tuần 4 Phục sinh. Gioan chương 10 câu 1 đến câu 10. Đức Giêsu chính là vị mục tử nhân lành, luôn yêu thương và quan tâm, dẫn dắt đoàn chiên của mình. Chúa nói rằng Ngài là cửa chuồng chiên chính là giáo hội, được bảo vệ bằng các giới răn của Chúa, nghĩa là được đến cùng Thiên Chúa Cha, nguồn mạch sự sống và hạnh phúc trường sinh. Lạy Chúa Giêsu, chúng con như chiên lạc, lang thang, bơ vơ, đói khổ, vì thiếu dòng suối mát, vì thiếu đồng cỏ xanh, vì thiếu vị mục tử chân chính. Ai trung thành nghe, tuân giữ và liên kết với Ngài thì được vào nước trời. Xin Chúa đến hướng dẫn, dìu dắt chúng con về nước tình yêu của Chúa, vì chính Chúa là cửa an toàn, vì chính Chúa là vị mục tử nhân hiền. Chỉ trong Chúa, chúng con mới được nghỉ ngơi yên hàn. Amen.